Thật ra cái ý ngữ của cái câu tu đâu cho bằng tu nhà của gì hiểu không? Nếu như mà hiểu theo nghĩa bóng á, hiểu theo nghĩa bóng có nghĩa rằng là con ơi khi mà con quyết định con tu rồi thì ở nhà đó con phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ và mình có những cái hành ngữ hành động tốt với lại mọi người xung quanh. Mình có những cái từ bi, mình giữ giới đức thân khẩu ý của mình thanh tịnh ở nhà của mình, đặc biệt nhất là hiếu thảo với ông ông bà cha mẹ. Thì nếu như mà hiểu theo nghĩa bóng á thì cái câu tu đâu cho bằng tu nhà nó cũng có thể chấp nhận được Nhưng mà hiểu theo nghĩa đen Cái nghĩa sát chữ tu đâu cho bằng tu nhà Thì nó sai hoàn toàn Lý do Tại sao Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phải bỏ cung vàng điện ngọc Để lại Gia Du Đà La và La Hậu La Để lại vua tịnh phạn Mà quyết tâm đi tìm sự giải thoát Thanh Đồng minh chứng nhiều quá Thì đôi khi có một số người người ta tà kiến Người ta vào người ta đấu tranh Nhưng một minh chứng tốt nhất Nếu như cái câu tu đâu cho bằng tu nhà mà đúng Thì Đức Thích Ca Mô Ni Như Lai Là như thế nào? Đúng không? Đức Thích Ca Mô Ni Như Lai bỏ cung vàng điện ngọc Bỏ lại ái dục ràng buộc của Trần gian Bỏ lại tham, bỏ lại sân, bỏ lại si Bỏ lại tất cả mọi thứ Cung vàng điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan Để tìm về sự giải thoát Để quay trở lại À, quá độ Và sau này La Hậu La cũng trở thành một bậc thánh à, Mật hạnh đệ nhất Quý vị thấy không Thật ra đó Cái câu mà tu đâu cho bằng tu nhà Là cái câu cửa miệng của những người Ích kỷ Đang không có bỏ được dục Đang không có bỏ được những cái buộc ràng của thế gian Đang không có bỏ được những cái sân Những cái mê Những cái nghiện ngập của đời Không, Thanh Đồng nói ra thuốc đắng dạ tật Lời thật mất lòng Ha nhưng mà đúng là phải nói để cho quý vị sửa, sửa để sai. Nếu như cái câu tu đâu cho bằng tu nhà mà đúng thì quý vị có tin Đức Thích Ca Ni Như Lai không? Nếu như mà quý vị tin vào Đức Phật, tin vào Phật thì cái câu đó chắc chắn sai. Tại vì Phật đâu có ở lại thành Ca Tỳ La vệ, đâu có ở lại trong cung vàng điện ngọc cạnh gia du Đà La, cạnh vua Tịnh Phạn, cạnh La Hầu La để tu đâu. Không, Ngài tìm về giải thoát ngài thoát khỏi sợi dây buộc ràng của tiền bạc danh vọng và ái dục mà đúng không vì thế cái câu tu đâu cho bằng tu nhà nếu mà hiểu theo nghĩa bóng á là khuyên chúng ta là hiếu thảo hiếu đạo với ông bà cha mẹ hòa nhã với mọi người xung quanh thì có thể một chút chút gì đó nó đúng còn hiểu theo nghĩa đen đó là cái lời chia sẻ của những người ích kỷ đang còn thèm cuộc sống ràng buộc ái dục đang còn thèm leo lẻo không thể nào buông được sự buộc ràng của dục ái trả lời cho câu hỏi đó một câu duy nhất thôi không cần cãi với người ta nhiều mình nói cho người ta tỉnh táo tỉnh tuồn, mình góp ý với nhau thật ra đời trần gian ngày nay á mình góp ý với nhau là để cho nhau cùng tốt cùng sửa sai cùng phát triển chứ không phải là mình bôi nhọa mình bê bác mình dèm hạ người ta xuống nếu mà mình nâng mình lên cái người đó rất là Bỉ ổi rất là tiểu nhân và rất là atula mình góp ý với nhau là mình góp ý là ờ, chị ơi anh ơi chú cô gì em ơi sai rồi sai chỗ nào sửa chỗ đó nhẹ nhàng khéo léo dịu dụng khuyên người ta sửa ha và minh chứng đức thích ca mâu ni như lai không ở lại nhà để tu thì cái câu tu đâu cho bằng tu nhà của chị hiểu theo cái nghĩa đen là nó sai còn chị nói là ừ em em tu rồi em gắn nha em đừng có hung dữ em gắn em đừng có chửi bậy chửi tục em gắn em đừng có những cái suy nghĩ bậy em hiếu thảo với ông bà cha mẹ ông, ông, ông gia tiên tiền tổ nè à, những người xung quanh anh chị em mình hòa thuận với nhau nè thì đôi khi cái câu đó nó đúng cái câu đó nó đúng hiểu theo nghĩa đen còn sát nghĩa trần nghĩa, nghĩa hiểu theo nghĩa bóng còn sát nghĩa trần nghĩa đen là nó sai hoàn toàn minh chứng lấy câu chuyện đức thích camoni như lai ra Phật bậc toàn giác, một bậc phi thường. Làm sao sai đúng không? Và những người nói ra cái câu đó bây giờ sám hối đi. Mình sám hối từ thân khẩu ý nghiệp. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát, Tác Đại Chứng Minh. Quý vị có cái câu kết luận cho mình chưa? Tu đâu cho bằng tu nhà, khi nào nó đúng và trong trường hợp nào nó sai?